Xin chào mọi người. Hôm nay cổ ác yếu lắm, tệ hôm qua nhiều. Thành ra là mọi người thông cảm nha. Chiến thần ở rễ không có. Anh đang sợ đó, đang sợ chiến thần ở rễ giống như tình trạng Phú Đại Gia đó. Cao thủ tu chân Diệp Thiên, chương 4003 đến chương 4005. Hắc ma sao? Đông Hoàng Thái Nhất nghiêng đầu, liếc mắt quét tới. Chỉ thấy hắc ma yêu thánh sắc mặt trắng bệch, ôm lấy một cánh tay nặng nề đập xuống đất. Khí tức của hắn cũng là yếu ớt tới cực điểm, nhìn qua phi thường chật vật. Ý thức của hắc ma yêu thánh cũng lâm vào hỗn loạn, xem bộ dáng là đã tiêu hao lực lượng quá lớn, lâm vào giấc ngủ say ngắn ngủi. Mà Huyền Minh thì là đi cùng hắn, cũng là một dáng vẻ còn đang sợ hãi. Điều này khiến cho Đông Hoàng Thái Nhất càng thêm kinh ngạc. Lần này, Hoàng Minh tay cầm biểu tượng yêu hoàng tiến về khu vực ngoại vi. Ở nơi đó, hiếm khi có khánh nhân xuất hiện. Bằng và thực lực của Huyền Minh có thể đủ để phóng thích Hắc Ma yêu thánh. Mà Hắc Ma yêu thánh một khi phá giải phòng cấm, khánh nhân bình thường càng là không làm gì được hắn. Làm sao hai người hiện tại lại chật vật trở về như vậy được chứ? Nhìn bộ dáng của Hắc Ma yêu thánh hiển nhiên là bị người gây thương tích mà lại bị hủy đi một cánh tay, hắn rất khó thể tin đến tột cùng là ai có thể đem Hắc Ma yêu thánh làm bị thương đến loại tình trạng này. Phải biết Hắc Ma yêu thánh vừa mới phá giải phong cấm, cho dù thực lực không bằng thời kỳ đỉnh phong nhưng cũng không phải là thánh nhân bình thường mà có thể địch nổi. Muốn tổn thương tới hắn mà lại làm tới loại tình trạng đánh gãy tay của hắn, chính là phóng tầm mắt khắp bên trong những thế lực nhất lưu đều không có mấy vị thánh nhân có thể làm được. Huyền Minh. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Huyền Minh, hai mắt có chút khép lại. Xảy ra chuyện gì? Huyền Minh phi thường rõ ràng, vị yêu hoàng tân nhiệm này, mặc dù nhìn thì như bình tâm tĩnh khí, nhưng đây chính là dấu hiệu hắn sắp nổi giận. Lập tức Huyền Minh trong lòng run lên, liền vội vàng đem mọi chuyện phát sinh tại Vân Vũ Sơn giản lược nói hết một lần. Khi thời điểm hắn nói đến Hắc Ma yêu thánh bị Diệp Thiên một kiếm chặt đứt cánh tay, Đông Hoàng Thái Nhất biểu lộ càng chìm xuống. Thánh nhân cực kỳ trẻ tuổi một kiếm chặt đứt cánh tay Hắc Ma được sao? Bên trong những thế lực nhất lưu, tu sĩ thánh nhân có thể chiến thắng Hắc Ma yêu thánh hắn gần như đều biết, mà ở trong đó không có bất kỳ một người nào giống như miêu tả của Huyền Minh. Chẳng lẽ nói là người của thế lực siêu nhất lưu hoặc là thế lực đế cấp ra tay hay sao? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, hắn liền lập tức lắc đầu. Vô luận là thế lực siêu nhất lưu hay là thế lực đế cấp đều ngồi vững vàng ở trung vực, cùng khu vực trọng yếu nhất của trung tâm thế giới Ngân Hà. Tu sĩ từ thánh nhân trở lên trong tông môn đều riêng phần mình tọa trấn trong đó, kiềm chế lẫn nhau, sẽ không tùy tiện ra ngoài. Mà lại những người này đây là những lão quái vật thành danh đã lâu. Hắc Ma yêu thánh tất nhiên một chút sẽ nhận ra, không thể là không biết sống chết mà tiến lên khiêu khích. Là một người khác hoàn toàn hay sao? Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ giọng thì thầm, sau đó hướng về phía Hắc Ma yêu thánh đi đến. Bàn tay hắn nâng lên hóa thành một vầng sáng màu đỏ yêu dị, đem thân thể Hắc Ma yêu thánh khí tức yếu ớt triệt để bao trùm. Đây là lực lượng đặc thù của yêu hoàng hắn, có được lực phá hoại cùng lực chữa trị cực kỳ cường đại. Ngay khi được vầng sáng đỏ thẫm này bao trùm, khí tức của Hắc Ma yêu thánh bắt đầu bình ổn trở lại, sau đó dần dần lớn mạnh, sắc mặt tái nhợt cũng đang dần dần khôi phục. Mà tại bên trong quá trình chữa trị, biểu lộ của Đông Hoàng Thái Nhất lại càng thay đổi cực liệt, bởi vì hắn phát giác được trên thân Hắc Ma yêu thánh đúng là có một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc nhưng lại xa cách đã lâu. Đó là khí tức địa cầu. Làm sao có thể được chứ? Đông Hoàng Thái Nhất ngoài mặt mặc dù không có quá nhiều thay đổi nhưng trong lòng lại đột nhiên chấn động. Đây là trung tâm thế giới Ngân Hà, cùng địa cầu cách nhau quá xa, không biết bao nhiêu năm ánh sáng, nơi này làm sao lại có khí tức địa cầu tồn tại được chứ? Chẳng lẽ nói là người địa cầu kia tới rồi hay sao? Hắn khẽ thì thầm trong miệng, ánh mắt càng lúc càng trở nên u ám. Người địa cầu tại trung tâm thế giới Ngân Hà này tồn tại cho tới bây giờ mà hắn biết cũng liền chỉ có hoàng đế cùng hắn, hai người bọn họ mà thôi. Địa cầu, mỗi con người đặt chân tới trung tâm thế giới Ngân Hà
Vợ nhất định chưa thể trèo lên tiên lộ đứa con sao trời mới thể làm được. Chẳng lẽ nói là đứa con sao trời mới của địa cầu đi vào trung tâm ngân hà rồi sao? Không có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, hắn rất nhanh liền lắc đầu. Cho dù là đứa con sao trời mới của địa cầu đã đến, nhưng lấy trình độ cùng thời gian tu luyện của người đó tuyệt đối không có khả năng có được tu vi thánh nhân, càng không có khả năng đánh bại Hắc Ma Yêu Thánh. Có lẽ là ta đã suy nghĩ quá nhiều, có thể là vì thánh nhân đại năng nào đó của thế lực siêu nhất lưu hoặc là thế lực đế cấp đã từng bước tới địa cầu, cho nên mới thể mang theo khí tức của địa cầu. Hắn mặc dù có ý nghĩ như vậy, nhưng ở sâu trong nội tâm lại bởi vì việc này phát sinh mà nảy ra một ám niệm, và nó đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Thế nhưng là bây giờ bản thân Hắc Ma Yêu Thánh đang bị trọng thương, hắn chỉ có thể tạm thời đem chuyện này để qua một bên, chuyên tâm trị liệu cho Hắc Ma Yêu Thánh. Bởi vì chiến lực của Hắc Ma Yêu Thánh có thể khôi phục hay không để có quan hệ trực tiếp đến kế hoạch trong tương lai của hắn. Bên trong Yêu Hoàng Điện, trong đêm tịch thời lâm vào yên tĩnh, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất lại không biết khí tức địa cầu mà mình tại trên thân Hắc Ma Yêu Thánh cảm nhận được kia chính là đến từ đứa con sao trời mới của địa cầu. Lúc trước, Diệp Thiên dẫn bạo lực lượng tinh thần hành tinh của địa cầu, có lực lượng này cuối cùng tản bác dung nhập vào tứ chi xương cốt của anh. Tuy không có cách nào vận dụng, nhưng nó tồn tại theo từng cử động của anh. Diệp Thiên thi triển ra bá đồ thập tam kiếm, một kiếm chặt đứt một cánh tay Hắc Ma Yêu Thánh. Cho nên lực lượng tinh hạch hành tinh của địa cầu ở trên người anh nhiễm vào trên vết thương của Hắc Ma Yêu Thánh. Lúc này mới khiến Đông Hòa Thái Nhất phát giác được khí tức của địa cầu. Mà lúc này bên trong phế tích Vân Vũ Sơn vang lên một tràng cười cuồng ngạo, chấn thiên triệt đệ, tựa như lôi đình gào thét. Lỗ hổng cực lớn trong lòng đất phía dưới phế tích ầm vang nổ tung, mặt đất phương viên mấy vạn mét đều bị thổi tung bay lên trời. Chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ rực chiếu rọi, một thân ảnh từ trong đó phóng lên tận trời, lao thẳng lên thiên tiêu. Tốc độ nhanh chóng của đạo quang ảnh này đã vượt xa 50 lần vận tốc âm thanh. Trên bầu trời chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, kéo ra một vết tích thật dài. Mây mù đầy trời đều bị luồng ánh sáng đỏ rực kia xé nát. Lực lượng khí tức kinh khủng đem không gian xung quanh đều ép tới nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Những nơi đó đi qua đều hiện ra một mảnh hư vô hỗn độn. Mà sau khi bừa bãi tàn phá ở trên bầu trời mấy chục giây, đạo thân ảnh này rốt cục cũng dừng lại thân hình. Đây chính là lực lượng đệ tam phẩm của hỗn độn chân lực hay sao? Diệp Thiên đạp không trung mà đứng, năm ngón tay có chút xiết lại, mà ánh sáng màu đỏ rực bên ngoài thân anh tựa như một đám lửa cháy hừng hực đem anh bao trùm. Từ xa nhìn lại, tựa như một mặt trời cỡ nhỏ ẩn hiện tại trong mây mù hừng hực thiêu đốt. Bản thân Diệp Thiên cũng không hề hay biết điều này, chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình suy nghĩ đến thất thần. Lúc này hồ ma khí dưới đáy phế tích Vân Vũ Sơn đã sớm trống rỗng, tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng cho anh, được anh hấp thu. Mà anh cũng không ngờ tới hồ năng lượng ma khí màu đen này sẽ để cho lực lượng của anh có biên độ tăng lên khổng lồ như thế. Chỉ một lần liền đem hỗn độn chân lực đẩy vào một cấp độ cao hơn. Hỗn độn chân lực đệ nhất cấp là màu xanh lam, đệ nhị cấp là màu tím xanh. Mà màu đỏ rực này chính là dấu hiệu hỗn độn chân lực đã bước vào giai đoạn thứ ba. Không chỉ có như thế, tu vi bản thể của anh cũng từ tứ phẩm nguyên anh lại lần nữa tấn thăng một bước lớn, đã tới tình trạng thần phẩm nguyên anh. Khoảng cách bước vào cảnh giới hóa thần cũng chỉ còn cách nhau một bước. Thần phẩm nguyên anh cộng thêm hỗn độn chân lực để tam phẩm, cùng với lực lượng tộc văn tam hoa tụ đỉnh, phệ thiên trường sinh thể cùng một số thủ đoạn khác, hiện nay cho dù là không dựa vào lực lượng tinh túy nguyên thần của Doãn Tu Tiệt tiền bối, mình cũng đã có thể ngạnh kháng với hóa thần từ ngũ phẩm trở xuống mà không bại. Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười, đó là sự tự tin tuyệt đối sau khi thực lực tăng lên. Nhưng là vào lúc này, lông mày anh lại đột nhiên khẽ động, anh cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ cường hãn đã giáng lâm tại Vân Vũ Sơn, đang hướng về một phương hướng đi tới, là một vị thánh nhân. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Diệp Thiên trầm xuống, muốn chết. Bởi vì phương hướng mà đạo khí tức này đi tới chính là nơi
có Trường Sinh Hóa Đằng. Diệp Thiên hai mắt quét qua nhìn xem đạo khí tức hoàn thiên mà đến kia, trong mắt có dị mang lấp lóe. Ta liền dùng ngươi tới thử uy năng của hỗn độn chân lực để tam phẩm một lần đi. Giọng chịu không nổi, thành ra là có gì mọi người thông cảm ha. Cố gắng nhiều lắm rồi đó.